Nha, Tuấn nhổn thần đồng câu cá nhá. Ôi sao em lấy cái chậu bé thế, lấy hẳn chậu to kìa. Lấy chậu to ơi. Này hai anh em chết chung một lỗ. Này là thánh câu Tuấn nhổn. Anh trôi được. Đây kéo đây. Chuột ăn hết. Có gói có đéo tụt lặp. Hôm nay ba anh em liền cơ, đi chết chung một lỗ nha. Ông cô em mà chuyên đi quánh giải khắp cả nước này. Cái đầu tiên đen đen là đậu tương ủ nhá, xong lên thính chạo. Em lấy hai cái đũa ăn kìa, lấy cái đảo kéo được này, hai đũa ăn kìa, khỏa 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 lúc bỏ rửa thì kéo đây này. Này cái này sạch mà, toàn đồ sạch. Không nghĩa đảo thịt này đây, hai anh em đi xuống ngồi quánh một hồ của thằng nào mà thằng ấy trộn thính cho gấu ấy. Hai anh em đi tập kích cá mè nha, ăn cơm xong phát là chuẩn bị đồ là xách lên đường hết. Cắm ta anh ạ. Cắm ta đây. Xốp đâu? Xốp đây. Mày đây. Ừ. Mày ăn tí này. Mẹ thế thôi, anh bốc anh lấy có một bát, lấy bát mà xúc. Hoặc là lấy môi mà xúc. Xúc cái ngấu ở dưới ở mép ấy. Đấy đúng rồi. Mẹ mẹ nó bán ở quán một môi này có mà nó cho ra cả 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 túi to vật, đây là mình đặc sệt luôn. Mình đây là mẻ nguyên chất, mẻ đặc ở kia là bọn nó pha hết các thứ ra rồi. Mấy đũa mà trộn. Đéo phải cho nước. Ừ cả cám nữa thì của em có khả năng phải cho nước rồi. Lấy thính lên đúng không? Đây lên thấy rồi gì nữa? Này, này chơi nguyên đậu tương. Nhìn như kiểu ông yêu bánh chấm ấy. Ổ bé thế thôi à? Bé thôi. Cần cần cắm gạo nữa thế ổ bé hơn ổ anh. Đấy, anh em rất chỉ là đơn giản thôi. Cắm trứng mẻ. Đậu tương ủ hết. Một ông thì thính đèn ủ, một ông đậu tương ủ, đây hai anh em đi đập đầu vào cầu chì. Chuyên gia đi quánh giải này. Nay đi chơi cá mè cho máu, không thèm chấm chiếc nữa. À. Đây anh em cả chép nhá, quánh thâm cẩm chứ khươn chép chấm các kiểu của đây hiểu. Ok. 6 lạng cắm gạo. Ít thôi, đánh chất lượng là chính. Nhiều cho cá ăn. Cá nó ăn nó nhanh lớn thì sau mình câu mới được. Nước phở, lấy nước phở. Có nước phở cho so. Khô quá ông em đổ thêm 5 lít nước cất nhá. Nước thửa. Nước thửa, nước thửa, nước thửa nhà máy lọc nước sông Đà. Cho xốp vào. Xốp bỏ lên cho cuốn đi. Đấy phải bắt cho đến lúc nó vào thì làm gì có chuyện vào ngay, tại anh bắt cho vào. Câu từ 2 giờ chiều mà đến 4 giờ tối không vào thì ngồi 12 giờ 4 giờ sáng cho vào. Đói là phải đi ăn. Ngồi bên nào đây? Ngồi bên nhà máy. À bên nhà máy đây. Ờ.
Nắng thì mang ô đi cắm như trời này, không mang ô đi cũng mà chết. Này anh em nhà tôi dạ dày nhá. Anh em dạ dày đi hoành. Để cô em đi nghỉ giải tháng giờ rồi. Mới đăng ký giải 100 cân rồi. Này mới đăng ký à? Đánh thành công ấy. À, hổ thành công à? Hổ thành công nó lắm mẹ, quánh mẹ mẹ hắn giải. Quánh được này. Chơi được này. Anh em đơn giản, đơn giản dễ chơi dễ trúng nhá. Nhìn đen xi một màu luôn cho gấu à. Số của anh đây à? Số đấy, số to việc cái đeo gì sốt mày mắc lăng xê mà nữa đi đeo nổi đi đéo được. Ok lên xong ngổ thính có gì đâu, đơn giản. Đây. Đánh mè có nắm cục bằng nắm tay ném tùm 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 lúc vào ngay. Lâu lắm rồi hai anh em mới rủ nhau đi câu một hôm này anh em. Xuồng sàng sẩy các kiểu không đại điểu nhỉ, kết tủa kết dính như bom. Ui, cũng nhiều phết đấy nhỉ, ổ to phết đấy. Đùa đâu đi mẹ, hai cân cất thì phải mấy cân, hai ít nhất phải ba cân, cái chỗ này ba cân trở lên, ba cân rưỡi, cân này cân hai cân này để lên kịch. Chỗ này phải 3 cân rưỡi. 3 cân rưỡi thế anh khoảng 4 cân, thế hơn nhau khoảng 5 lạng. Đấy, hai anh em trộn mồi xong chuyết chuyết nhoét nhoét luôn. Ok anh em đấy nhá. Tí ra hồ quay luôn hai anh em luôn, thằng nào được cá quay.